Xin chào tất cả quý ba anh chị đã quay trở lại với kênh Tuyên Hà Giang. Vâng, cô chú ạ, hiện tại em Tuyên và em Thề đang có mặt ở trong thôn Mé Lầu A. Thì vâng cô chú ạ, thì trong những cái hôm vừa rồi thì các cô chú biết thì gia đình bảy mẹ con thì em Tuyên và em Thề đã tạm hoãn lại tất cả cái công việc như xây móng để xây nhà cho gia đình bảy mẹ con. Vì trong cái thời gian vừa rồi thì cũng có rất nhiều ý kiến trái chiều là xây mẫu nhà thế này, xây mẫu nhà thế kia. Nhưng mà mọi người phải hiểu là khi có rất nhiều khán giả có thể nói là xây mẫu này nó không hợp lý, xây mẫu này thì không hợp lý. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là em Tuyên là người đang cầm số tiền của các cô chú Mạnh Thường Quân. Và các cô chú Mạnh Thường Quân đang rất là nỗ lực giúp đỡ xây nhà bảy mẹ con. Và chúng ta thì là người cầm tiền thì chúng ta phải tính toán được số tiền là bao nhiêu. Và chúng ta tính toán được cái nhà nó xây như thế nào. Chứ bây giờ nó thật là cô chú thì với cái địa hình của nhà bảy mẹ con ở bên kia thì cái đất của gia đình thì rất là rộng, nhưng mà chúng ta làm hết ra thì sau này gia đình cũng không có đất để làm chuồng trại, cũng như là không có đất để trồng được một chút ngô, chút rau, đúng không thế? Đúng rồi. Đó, vì như mọi người biết thì nhà chị đấy chỉ có một mảnh đất bên này với một cái mảnh đất nhà đang ở, đúng không? Đúng. Còn rồi. Một chút hình như không biết còn chỗ nào làm nương nữa không, em tuyện chưa hỏi rõ. Ví mà đất, cái miếng đất ở đây còn ngày trước trồng chết, còn bán đi một thổ ở bên trên là 8 triệu rồi, mà bây giờ không có tiền để gỡ lại. Nên là bây giờ chúng ta có muốn là làm rộng ra nữa cũng không thể được cô chú ạ. Rộng ra thì sau này nhà cũng không có đất để trồng trọt chăn nuôi. Và cái thứ hai nữa là làm rộng ra chỉ có tầm 30 phân thôi. 30 phân thôi thì mọi người bảo rồi, không đáng bao nhiêu, nhưng mà đối với người cầm tiền như bọn em Tuyên, không đáng bao nhiêu, nó lại là đáng kể rất là nhiều. Nó thêm một ít xi, một ít gạch, một ít bột đá, một ít xà gồ, một ít tấm bờ lô, đúng không? Đấy mọi người ạ, chỉ rộng ra còn một tí thôi. Thề là người xây nhà, thầy biết đúng không? Chúng ta khoán đội thợ không mất gì cả. Nhưng mà vấn đề là bây giờ cứ làm xây ra, tiền thì có ít, mà cái gì cũng muốn làm thì lấy đâu ra? Đấy, nói thật với cô chú là như vậy. Nên là bây giờ thì tổng gia đình nhà bảy mẹ con cũng được hơn 94 triệu cô chú ạ. Thì rất là may mắn có các cô chú, vì có cái số tiền từ 26 triệu đến 94 triệu nó không hề là đơn giản. Và bây giờ thì em Tuyên, em Thề cũng đã gọi bác thợ ra. Và bây giờ thì đây, như bên này mọi người thấy đây, em Tuyên mua được một chút ít thôi. Đấy, đây là sàng này mọi người nha. Đó, lỗ sàng này, xong rồi mua đinh này, mua cá mắm này, rượu này chưa mua. Về hai anh em đi một xe, các ông chú ạ. Đi một xe thôi, cho đi một xe là mọi người biết làm sao ạ, tiết kiệm được tiền xăng nữa. Thế nên là rượu chưa mua, rượu thì có thể mình mua trong này thì nhỉ. Gạo thì mình mua trong này. Wow. Đắt hơn một chút thì, nhưng mà nó đỡ hơn. Anh em mình đi xa, mình đắt hơn 10-20 nghìn, nhưng mà mình đi xa hơn ấy, nên là mình không chở được ấy. Mua trong này chịu khó đắt hơn một tí cũng được. Ở trong này có từng quán này nó cũng chênh lệch nhau 5 đến 10 nghìn rồi. Đúng rồi. Nên là chúng tại sao các cô chú cứ bảo là đôi khi em có thể bọn em Tuyên đi mua là tại sao có thể là hôm nay mua lại 130, hôm sau lại mua 140, hoặc mỗi hôm lại 120. Đấy, có nghĩa là chúng ta tùy thuộc vào lúc bọn em Tuyên mua, là nếu mà ít đồ thì mua ở ngoài huyện thì nó rẻ hơn một tí. Còn nếu mà mua trong xóm thì chắc chắn nó đắt hơn một tí rồi. Đấy, thông cảm các cô chú là như vậy. Đây nha. Bên này là, đây là nước của hai anh em thì không nói này. Mũ này. Đây đây thầy biết là gì không? Bên này cá khôn. À đúng rồi, 4 cân cá khô đúng không? Đúng rồi. 4 cân cá khô đây. Đây để cho bác thợ phơi ra cá mắm này. Đây là đinh. Đấy tạm thời đủ rồi đúng không? Đinh dây cước. Đúng rồi. Ok, đi anh em mình đi lên nhỉ. Lấy nước sang đi thôi, để sang tuyển đây. Đây cô chú ạ, đấy. Em Tuyên với em Thề thì đi xuống bè thì cũng có một anh. Một anh đấy mọi người xem này, đấy, bà con ở đây thì cũng chỉ mang cái xe máy qua bè, mọi người thấy đấy. Tí nữa xem này, được không? Ui, ui, đạp ra. Ui, cẩn thận nhá. Cách lái riêng để làm bè nó ngang ra. Ui.
Ở đây thì em Tuyên với em thầy thì có một món quà của các cô chú nhóm Hoa Sen Chân Như nữa. Thì em Tuyên sẽ báo cho thầy một tin vui. Ui 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 ui. Dạ vâng. Đội này đi quen hay sao ấy nhỉ? Đúng rồi. Phanh kiểu giật giật đấy. Anh lại tắt hòn rồi. Ở lại rút hòn qua rồi. Đây là những cái hình ảnh mà nó quá là thực tế luôn cô chú ạ. Không có gì thực tế bằng nữa mà. Nói chung là cũng phải vượt khó mà đi thôi. Như ở dưới xuôi thì người ta sẽ có những cái tàu, cái phà, đúng không? Ở đây thì đây, tàu phà đây, bằng những cái tre cũng dùng qua năm tháng thì nó cũng đã bị mọt rồi, bị mục rồi. Bè mảng như này thôi cô chú. Nên là được các cô chú như là nhóm Hoa Sen Như này, các cô chú Mạnh Thường Quân trong ngoài nước ấy, ủng hộ cho cái bè ở bên trên kia bằng bè sắt, bằng phi nhựa thì nó quá tuyệt vời luôn này. Mọi người xem đấy. Hôm trước bà con đi lấy củi về, cái bè đấy nó chở gấp đôi cái bè mảng này, nó không bị ướt, nó đi nó dễ dàng hơn, mà quan trọng hơn là nó nhẹ hơn nữa, bà con kéo nó dễ dàng, đơn giản hơn. Anh em mọi người thấy đấy, anh em giúp đỡ nhau. Khi mình giữ xe hộ anh này thì anh ấy cũng cầm đồ hộ anh em mình lên. Đi được không đây anh? Cẩn thận trơn đấy nhá. Đau không? Đang hứa hẹn với thầy là một hôm cắm trại đây ở nửa đêm đây mà. Tối cậu câu cá luôn thầy ạ. Ôi giời. Hôm đấy ở đây cả một ngày luôn. Ở đây chiều sẽ tập bơi. À, tập bơi xong thì tối lại câu cá. À, tối nó không chiều câu nhưng nó phải chỗ nào in in ấy, chỗ này bè mảng đi qua nhiều quá nó khó phải không? Thế này. Ừ. Anh có bao câu mà? Yeah. À. Bao câu á? Bao lô đi câu ấy. Nhưng mà đang đợi mua lều. Mua cái lều nó cũng phải tốt một tí, không tối lại ngủ bay hết cả lều đi. Anh em ngủ câu cá lại không biết chỗ nào. Mua lều, mua bóng điện. Hả? Thì tối ấy. Ừ, đấy. Thì anh em mình câu cá đêm luôn. Đấy thì hy vọng thì cũng như hôm vừa rồi thì cũng có những cái thước phim của cái con đường này. Em Tuyên với em Thề trải nghiệm ngồi trong sau xe máy này mà cũng hãi hùng ấy. Thà mình đi còn đỡ sợ hơn là ngồi sau nhá nhỉ. Mình đi mình chủ động hơn ấy. Thì ở đây thì thôn Mé Lầu này cũng rất đoàn kết nha cô chú nhá. À, khi bảo đi làm đường ấy thì như anh trưởng xóm cũng nói rồi đấy, những nhà có xe máy thì rất là tuyệt vời, hô hào nhau đi làm. Còn những ngôi nhà mà người ta lại không có xe máy ấy, mà người già ấy, thì chúng ta phải bỏ qua cho những nhà đấy, đúng không? Người ta sẽ bỏ ít công đi, người già thì người ta sẽ không làm được. Còn những nhà mà không có xe máy ấy, thì người ta cũng ít ít công đi hơn một tí. Đấy. Cũng đề về thôi. Bây giờ chỉ là mong là được cái tin vui của các chú thôi mọi người ạ. À đây chị dính đây rồi. À, chào chị dính nhá. Ai à? Ai làm cho chị dính đây? Ai à? Tự làm. Đấy. Các chị dính bò tự chợ thế ở nhà cũ vào đây thì để cái nhà cũ mà sợ bà con là trẻ con đốt. Đấy, thế. Đây thì sau này này thì cũng cầm thẳng máy lên em. Đây nhá. Chỗ này này thì các cô chú bảo là sau này nhà chị dính
sẽ đi nhặt đá về, xếp hết chỗ này vào. Đất hết, đất này đất của mình hết đúng không? Ở bên dưới đây phải của mình không? Thế thì nhưng mà mình cứ xếp hết thành móng đá hết cái này vào. Các cô chú bảo quây hết chỗ này vào. Quây vào chỗ bằng bằng này này. Ta này, chỗ này là để trồng poker. Chỗ này làm chuồng trại. Mình phải quây vào chứ. Sau này ví dụ nuôi tù trì này, tù cây này, gieo ruộng này, đây đúng không? Phải chăn nuôi để mà có tiền chứ. Quây hết này vào để nuôi. Chỗ này là trồng poker. Sao chị bảo sao? Đúng rồi. Hội mất. Nói chung là mình cũng phải làm, mình vẫn phải làm hàng rào lên cho an toàn. Mà bảo là hôm nay là chị đấy là sẽ có cái sơ đồ khác một tí nha. Sơ đồ khác cái ngày hôm trước. Bây giờ thì các cô chú đang rất là phân vân là chọn sơ đồ mẫu 1 hay mẫu 2 như hôm trước anh em mình ấy. Nhưng mà em Tuyên xin thưa là chúng ta sẽ là chọn cái sơ đồ là mẫu số 2. Đây thì em bảo chị Dính về đây này. Anh sẽ cho chị Dính xem cái mẫu sơ. Đấy. À, chị Dính hôm nay là mua được cái điện thoại rồi à? Đây thầy quay xem. Điện thoại này là cũng ác đấy nhỉ, loa to. Đây nhá. Em bảo chị Dính này, chị Dính thích xây kiểu mẫu nhà như nào? Tối hôm qua đây. Đây thầy quay về đây. Đấy, anh thì tối hôm qua anh đã vẽ rồi. Đây là mẫu 1 và đây mẫu 2. Thì mẫu số 1 ở đây nó có o phòng. O phòng như này. Và không có nhà vệ sinh. Chuồng trại đây nhưng không có nhà vệ sinh. Sau này rất là khó đi vệ sinh, chắc đi vệ sinh ở chỗ chuồng vệ sinh, chỗ chuồng dê chuồng bò thôi. Đúng không? Đi vệ sinh ở ngoài. Nhưng mà cái mẫu số 2 này thì các cô chú bảo là làm sẽ giống là chỉ có y phòng này. Bà con thích thoáng đúng không? Sẽ để cho bà con thoáng hết chỗ này. Cái phòng này sẽ chuyển ra xây nhà vệ sinh ở đây. Đấy thì chị đấy là sẽ có chỗ nhà tắm, nhà vệ sinh. Không lo là. Đấy thì em bảo là bây giờ chị đấy thích xây kiểu gì. Đấy đây nhá. Đây là chỗ này là o phòng này, không có nhà vệ sinh này. Ở gì ở đó mà lúc mà ở lúc phòng. À lúc nhà gì mà mới lúc phòng. Mà mới lúc à lúc nhà gì ở dưới lúc gì mà là ở lúc nhà vệ sinh ra là cái lúc chơi chọc quá trên lúc chơi mà là y lúc phong nhà thì úi là lúc gì mà ô lúc phong nhớ là mà hả chị ô tao là tít tít mà với lúc phong ạ cho úi là lúc gì mà với là lúc gì đấy thì còn lại ủa mà cho hải còn lại ủa là chơi bị sáng tê mà mỗi cô chán lắm này với cái khác rồi một lúc có khá lắm một khác đâu bảo làm một cái nhà vệ sinh. Đấy. Bên này không, nhà vệ sinh nhá. Nhà vệ sinh sẽ xây luôn cùng cái này. Thế không? Đây là cái tường bếp đúng không? Nhà vệ sinh sẽ ngay cạnh đây luôn. Vì nhà vệ sinh đây thì mình sẽ đặt cái bể phốt các loại rẻ rẻ tiền thôi. Vì đây có nước mà, hiểu không? Đây đây có đê mà. Đấy, thế là xây dễ y lu phòng đúng không? Đấy, thì có nghĩa là anh cũng nghĩ rồi và các cô chú cũng bảo. Thì đây nhá, cái sơ đồ này mình đã vẽ rồi mà mình về anh cũng suy nghĩ rất là nhiều. Và em các cô chú cũng góp ý là này, bây xây nhà mà không có nhà vệ sinh, bà con đi vệ sinh cứ ra chuồng trại rồi trời mưa trời gió thì làm sao, đúng không? Trời nắng như này thì không sao, đi vệ sinh linh tinh được. Nhưng mà trời mưa thì đi lên tầng mà sẽ là sợ mình bị ngã thế này thế kia đúng không? Hoặc là buổi đêm. Sao? Sẽ là bảo có chỉ là một cái nhà vệ sinh luôn thì nhà tắm. Có nhà tắm luôn thì mà
không có nhà vệ sinh, không có nhà tắm mà quận con này, quận lấy cháu nó có người ta đi đi vào chơi nhà là chỉ dính mà đi đấy đi vệ sinh thì không có chỗ đúng không? Không có chỗ đi. Ấy, ừ. trồng rau thì mà sợ bệnh ấy. Đấy, thì đây thì các cô chú cũng bảo, các cô chú nó góp ý cho em Tuyên là này. Tuy nó đất tại sao bây giờ chỉ 9 mét thôi, nó bé bé nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Bây giờ các cô chú bảo bây giờ nhá, đất thì lại không có, bây giờ xây hết bằng 9 mét đây này. Chia ra 3 phòng, mỗi phòng 3 mét. Như kiểu này xong rồi làm cái nhà bếp ở đằng khu này. Thế chuồng trại ở đâu? Đúng không? Nhà bếp ở bên này cô chú ạ. Thế thì mọi người bảo là bây giờ cứ xây hết đi, xong rồi lấy cái nhà cũ về dựng cái chuồng trại ở đây. À, dựng cái nhà bếp ở đây. Xong rồi chuồng trại làm đây thì nó rất là mất vệ sinh và nói chung là cái nhà cũ của chị đấy thì trông thế thôi, dỡ ra làm gì có ván. Đúng rồi. Làm gì có ván, toàn bằng là nhà cái tấm bờ lô cũ kia chứ, đúng không? Với cái tường đất lên chứ. Cái nhà cũ thì mình thử rớt rớt thì mà mất công ấy. Mà khắp để đây thôi. Không phải dỡ ra nha, chỗ đấy nó nhà cũ của chị dính là không có ván mà chỉ có tấm bờ lô thôi. Nên là dỡ thì mà không có, nó có chất chất tài khoản thì có tàu 20 tấn 30 tấn thôi. Đấy. Có lại khắp thì thế thì hỏng. Thế thì làm cái nhà bếp như thế thì nó rất là khó. Nên là các cô chú bảo làm như này cho nó thuận tiện. Và chỗ này thì nó vẫn rộng các chú nhá. Này. Vẫn cái rộng cái khoảng này. Sao chị bảo sao? Hả? Đây, em cất cái này vào bao lô cho anh đi. Sao? Chị bảo sao? Chị phải bảo chị có cứ kẹp vào thôi. Mấy nữa con đò vào mà. Đây. Con chị đến từ khóa cho người ta rồi. Khoan cái gì? Bị chị đến không chở được á. Hôm, hôm nào? Hay mấy nữa đi. À mấy nữa. Ừ. Khóa cho người ta. Khoan cái gì? Khoan bổ khoan có cái gì thì khóa hết. Ừ. Sao lại khoan? Chắc là bỏ chỉ bị ú đấy. Không biết được ấy. Cũng không nhờ được anh em đúng không? Nhờ hai ba lần. Em à. Em gọi điện cho đội thợ nào, tình hình nào. Được mà. Đang xuống à? Đang xuống. Ok. Hôm nay đi chợ Lũng Làn. Lũng Làn bên này à? Đi chợ Lũng Làn. Okay. Họ cũng đợi mình lâu, bây giờ mình phải đợi thôi, biết làm sao rồi. Đấy nha cô chú nha, cái quỹ nhà như vậy thôi. Thì đây có cái thước. Đâu thế? Thì lấy ngay cho anh cái thước. Anh đợt trước mua một cái mất rồi đúng không? Đấy, bây giờ mang cái thước này để vào ba lô cho anh. Suốt ngày lại làm một cái nhà lại ba cái thước ấy. Em đo cho anh cái hành lang tổng đo từ bên kia về bên này là hết bao nhiêu? Không, đo từ mép bên kia kìa. Đấy. Đấy. Bao nhiêu phân đây? 70 phân đúng không? Để 70 phân thôi. Đấy thế thôi. Để 70 phân cũng được. 60 phân, 70 phân. Đấy, thoải mái rộng rồi. Đấy. Xong rồi em đo đi. Đo tiếp từ đây vào. Đo tiếp từ đây. Vào trong cái kia là bao nhiêu phân? Hôm trước thì hình như cái nhà này là 6 mét mấy đấy. 6 mét 1 đấy. Cứ đo đi anh giữ cho. Để cho mọi người thấy. Chênh lệch nhau 10 phân. Không sao cả. Cứ từ từ nhá, đứt hết dây nhá, lại tuyệt nhá. Mấy mét rồi? 9 mét, 5 mét. Ok. Thu vào. À. 6 mét chưa? 1 mét nữa đúng không? Đến luôn đấy. Đấy, thì đợt trước là, đấy là còn 6 mét 1 kìa. 6 mét 1 thì ở trên này thì thử xây gần cái móng này luôn. Ừ. Thì là 6 mét rồi. Đấy, thì chưa được vẫn hành lang 70 phân thoải mái rộng mà. Đúng không? Đấy. Nói chung là hôm trước là mọi người biết là đóng cọc ấy, thì lúc đấy được anh Pó là đóng sẽ là hôm nay đào móng là anh Pó đào dục ra ngoài nữa, hiểu không? Đúng rồi, cái móng này thì chỉ còn là bác thử tự xay một tí lên cao á. Đấy, ok, thế là tuyệt vời rồi. Còn ở đây thì gia đình cũng không có điều kiện để làm dầm nhá. Rằng móng. Đây này bác thợ phải đi khai thác thêm đá này.
đấy mọi người bảo xây bây giờ này, chỗ này là đá này, đá này không đủ này, chắc ván đi khai thác thêm này để làm móng này, đá cứ phải xây móng như này, xây đá to này là móng nó cứng này, đấy. Đấy, nên là chúng ta là, bảo là xây thế này 2-3 phòng cũng móng khiếc khó. Đấy. Nên là mong mọi người hiểu cho. Khi em Tuyên là người cầm tiền mà bây giờ cái gì cũng vẽ ra xong lúc đó thiếu tiền thì ai chịu cho. Lúc đấy thì sẽ có những lời nhận xét là em Tuyên khi cầm tiền các cô chú Mạnh Thường Quân là không biết tính toán, không biết làm nhà. Cứ vẽ ra để cho nó thoải mái đi, sau này thiếu tiền thì ai bù cho. Thế lúc đấy thì, nếu mà nhân duyên được các cô chú giúp đỡ xây cho thì tốt, nếu mà nhỡ đâu trong chẳng may nhân duyên nó chỉ đến vậy thôi mà không có ai giúp đỡ nữa thì ai là người bù cho? Em Tuyên à? Nên mọi người cứ muốn thế này muốn thế kia không thể được nha mọi người nhá. Mọi người biến nó trẻ thông, mọi người không giúp được. Đấy, em thấy nó một câu rất là vui. Còn các cô chú Mạnh Thường Quân ủng hộ cho các cô chú còn chả nói. Còn những người nói cứ bảo góp ý không tiếp thu, bảo thủ, nhưng mà muốn làm theo mọi người nhưng mà kinh phí có tiền đâu. Chỉ nói thì ai chẳng nói được. Đây này, mọi người biết viên này không? Cẩu xia 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Cứ một viên gạch là 10.000 thôi. Đấy, thế nên bỏ ra thì nó bao tiền. Không phải đơn giản đâu. Nên là cái gì nó cũng phải thực tế, đúng không thế? Chứ nói thì ai chẳng thích. Chứ nếu mà để chỗ này view đẹp như này, nhà đất rộng đây, mọi người bảo ôi đất chỗ này không làm nương thì xây nhà to ra, rộng ra, nhưng mà tiền ở chỗ này thì cứ kênh cái đường có xây mấy đi chứ. Nên là chứ ai chẳng muốn nhưng mà làm gì có. Ôi thế ở đây có cái hoa gì này? Ờ đây này, cái này cái gì nhỉ? Nghệ hay là giềng, à là cái là nghệ không? Đó, đây này em Tuyên nhìn như là phải nghệ không? Ờ đúng rồi, nghệ hoa tím mình cứ tưởng là hoa phong lan. Nghệ vàng. Thôi bây giờ thì em Tuyên với em Thề ngồi trú nắng một tí và đợi bác thợ đến thôi. Còn bây giờ thì đã xây nhà, đã quyết tâm xây cái mẫu 2 này rồi thì có ai mắng có chửi em Tuyên thì em Tuyên cũng xin chấp nhận này, vì cũng đã để qua một thời gian, cũng mình cũng để gần một tuần rồi, để gần một tuần để hoãn lại rồi đấy. Chứ không phải là làm luôn, để cho mọi người góp ý, và khi có các cô chú cũng đã trực tiếp là những người là ủng hộ kinh phí và đã góp ý cho em Tuyên thì nên chọn liệu cơm gắp mắm thôi, có nghĩa là liệu cái số tiền để xây cái nhà vừa đẹp vừa đủ thôi, chứ không phải lúc nào mình có tiền to để mà làm. Nên là em Tuyên xin lỗi cô chú Mạnh Thường Quân góp ý khác, không thể chiều lòng mọi người được, không có tiền để làm to rộng ra nữa được, nên là mong mọi người thông cảm cho. Vâng, xin thưa cô chú thì vừa mới ngồi nghỉ dâm một chút xíu thì cũng đợi bác thợ đây, thì đợi bác thợ cũng đã xuống đây. Thề thì thề đang gầm ngược khổ không đi học. Thề bảo là bác thợ là lần này là mình sẽ có một thay đổi một chút, xây cái mẫu nhà kệ cho bác thợ hầu dính xong trước đã. Cũng là mạ mà. Thì bảo là cái lần này sẽ có một thay đổi hơn cái mẫu hôm trước. Đấy, mình có 2 mẫu. Thì lần này thì mình sẽ thay đổi một chút. Lò ra tôi gắt lông xong tôi xịn. Đây đây, bác thợ ơi, đây này. Đó. Hôm nọ là mình định xây cái mẫu này. Là có hai phòng ngủ đúng không? Đúng đây rồi. Đây một phòng. Đúng. Thì bây giờ mình sẽ xây cái mẫu này. Mà ý là thờ mà tế hạt thì mỗi lúc phong mà nhìn những tí dịch của lúc là thế. Lúc nhìn mỗi lúc phong. Thế mỗi lúc của nhà vệ sinh mà tự trả lúc phong. Ủa, chào lúc bà thế nào mà? Ý lúc nhìn gì mà, ủa lúc chứ? Ủa lúc thì ủa lúc không vệ sinh đâu. Mình bỏ cái phòng này thành cái phòng vệ sinh đây. Chạy mẹ thì tí thì ủa lúc bài tao mà. Ủa lúc vệ sinh mà cho khó lúc khó đó rồi. Ủa lúc khó đâu? Khó mong. Ủa lúc tỉ hơn rồi. Sao thế? Em bỏ đầu một cái lỗ bê duyệt. Thế thì chỉ chỉ lúc xíu rồi nó chỉ còn lúc xíu. Xong rồi cho chảy ra ngoài nương á? Nương ngộ. Đầu một cái lỗ bê chung để mà để điểm ấy. Đấy gọi là bể phốt. Cái bể phốt ấy. Phải bể phốt là cái lỗ là me này thôi, là cái lỗ. Có để lỗ hết mà. Đấy gọi là cái bể phốt. Mà bể phốt xây như em ấy.
Ồ, thế thì mình lại lấy thêm ít sắt nữa rồi. Lấy có đấy. Thôi vẫn phải làm chắc chứ không thì nhớ đâu không đổ bê tông vào là sập đấy. Đây nhá bác thợ nhá, đây này. Cái mẫu này thì đây nhá thầy. Bảo là bác thợ nhá, cái phòng này sẽ là 3 này. Cái chiều này là 2 này. Xong rồi đây là đấy 70 phân nha anh em mình vừa đo ấy. 70 phân thoải mái nhá. Xong rồi đây sẽ là 6m, đây vẫn được 3m cơ mà. Chỗ này không phải 2m7 nữa, đây là 3m cơ mà. Bây giờ thì thôi mình em bảo bác thợ nhìn nhá, xong rồi anh em mình đóng cọc theo như này luôn. Chỗ này là 70 phân là làm hành lang. Bây giờ mình cùng nhau làm đi. Thề lấy dao chặt móng đi, xong rồi cởi dây cước ra. Đóng cọc phát là xong, có gì đâu. Là hình dung luôn. Bác thợ lấy dây cước rồi. Rồi, đây. Ok, tàu chưa? Để xe ngoài đường. Chị Dính không cho đê ở đây à chị Dính? Có. Trâm được 2 ngày rồi. 2 ngày á? Ờ, cho 2 ngày mà sợ anh ấy, em cho ra mà. Ôi giời, cứ cho đi. Sửa đầu nhóng ấy. Ờ không, càng cho nhiều càng, anh bảo cho càng nhiều càng tốt mà đấy. Thế mà cho nó chát rồi. Ờ, 2 ngày chưa chắc đâu. Mua ống nước rồi. Đấy chặt mấy cái cọc à, nhiều vào. 70 phân. Đấy đo đo ngoài này. Bên này cong quá. Bên này cong quá. Bây giờ mình đo 70 phân xong mình đo từ bên kia về thế không? Mà đặt đi mà xịn mông rồi nhỉ? À lưu ở mông khá khoanh một tay à? Ồ. Gãy hữu. Chỉ sợ đi rồi mà. Tí nữa mình sẽ đo từ bên kia chiều dài nữa thế không? Giữ giữ đi, thầy bảo bác thợ. Ôi, bỏ mấy viên gạch ra đi. Nó cong là mất rộng đấy. Đo nó không đúng đấy. Ô, giống thơ. Ok, ok. Thôi. 6 mét đấy. 5 mét. Đặt cái cây vào. Chút, bỏ nhận đi. Chưa đóng đâu, đóng tạm luôn. Ok. À, trời rồi. Ủa, quên mình lấy 3 mét, 3 mét 1. Được chưa? Cho nên mấy mét? Đây là 5.7. Thế thì bên này là siêu vẹo hơn. Đúng rồi, 5.7. Đâu, ra hết này chứ, em đo hết bọn này chứ. 5.8. 5.9. 5.9, đấy, thế 5m8. Là lệch. Bây giờ cứ đo bên kia 70 phân xong rồi đo để cho nó chia ra. Bên kia là 6 mét đấy. Chia cho... Bên giờ xả phải à? Chia cho đều ra đi, hiểu không? Đúng không? Mình vừa đo bên kia là 6 mét cơ mà. Đo con móng quan trọng đây, không mấy nữa nhà lệch đấy. Thế là đo cho mà bác thử tự đo móng chứ? À ừ, mình đo thôi. Đo móng trước thì xây móng lên lên cho bà thì biến cho dây quất đo một lần ấy. Bác thợ với có kinh nghiệm hết rồi chứ?
3 mét nó sẽ ở đây này. Cho 3 mét ở đây này. Bên này được 6 mét không? Đấy, thấy không? Bên này được đấy. Đấy. Bên này là 6 mét 1 kìa. Bên kia 6 mét 9 phải không? 5 mét 9. Ở 5 mét 9. Còn mình trộn lụi mông nữa. Không, không. Em cứ làm ra 6 mét 1 đi. Mình sẽ bớt hành lang lại. Mới hành lang kia. Ờ. À, đúng đấy. Cho 6 mét thôi. Bên này 6 mét. 6 mét thì mình sẽ lùi lại ở bên kia về, hiểu không? Đúng. Em đo cho anh từ ngoài chân tường vào đi. Đo vào bên đây là 6 mét. Không, lùi về. Lùi về chân tường ấy. Đóng cái này lùi về. Em đo cho anh đúng 1 mét. Đấy là 1 mét 1 rồi. Lùi vào nữa đi. Lùi vào đây, đây đây. Không. Đây đây chứ, gần. À, thì em cứ đo cho anh 6 mét đi để đúng như bác thợ đây, bác thợ đóng cho. Bác thợ. Đóng đóng đây. Thế là 1 mét đấy. Ờ 1 mét. Em cứ đóng đi. Em hiểu không? Lại đo cho anh 5 mét về đây. Thế. Đo cho anh 5 mét lùi hành lang bên này lại to ra, hiểu không? Hành lang đây sẽ lo còn bên kia sẽ me. Cái này ủi lượm mông nữa. Đấy, 5 mét. Đấy, ông ấy ở siêu. Anh đi chợ với anh chị nào? Bây giờ, đi xe máy đi chợ. Đấy, lại như thế, bên kia em cũng đo 6 mét và lùi hành lang ra. Hiểu không? Cho cái hành lang lại rộng ra. Bên kia lại bé hơn. Nhá lệch. Đấy. Các bác thợ đây. Bây giờ thứ tư bây giờ. Bây giờ thì để cho em sẽ cất máy để cho bác thợ đo cho nhanh nhá, cùng nhau làm cho nhanh. Đấy các cô chú thấy không? Khi đo ra rộng hơn bao nhiêu? Hả? 10 mét đúng không? 10 mét chứ còn 9 mét nữa thế càng rộng hơn không? Rộng 6 mét. 6 mét trừ hành lang. Không, mình đã đây là chiều ngang mà, còn kia là chiều dài mà. Thoải mái. Thế thì mình sẽ chia ra không phải 3 một phòng 3, một phòng 2 mét rưỡi, 2 mét rưỡi. Đúng không? Đúng rồi. 2 mét rưỡi, 2 mét rưỡi và 2 mét. To hơn là... Được chưa? Đúng rồi. Có nghĩa là khi đào này là xây là rộng hơn một tí, hiểu không? Ừ, chỉ là tí nào. Được chưa? Phải. Em đo bên dưới này cho đủ chưa? Đúng kiểu như thế không? Ớt lọc vẹn nhá. Đấy, không phải 9 mét nữa mà 10 mét rồi. Đo kịch móng đi, như lúc đấy đi. Ấy giờ, chỉ xa ấy nó cũng rồi mà. Ta thì chỉ qua có chỉ xa rồi mà. Mà ra đó chỉ muốn cậu chỉ à. Ok, ok. Dưới này khéo không được 10 mét đâu. Đấy, nhà nó bị lệch đấy. Ô, Ở chỗ phong thờ. Thì chứng tỏ ngày trước đào là có vị sự. Ây già già. Ôi dồi, lệch nhiều chứ cả. Hay thằng này là làm cái gì mà lệch thế nhỉ? Đó, ông lệch nhiều đấy. Bên này thì thêm bên này. Mình sẽ xây theo bên này. Còn bên kia để hành lang. Ừ, chùa cho nhá. Chùa chừng. Ăn chùa chừng ra gần thủy chín đâu hả mà. Ở chùa thủy chín đâu mà. Hay ở chỗ chùa kể thủy chín đâu rồi, ở chỗ kể ra. Ừ. Nếu xây theo cái móng làm mặt nền kia thì nó lệch rất nhiều cô chú nhá. Chênh nhau hẳn 60 phân liền. Không hiểu hôm trước là các bác thợ chỉnh kiểu gì cái cọc. Nè, nó nhá. Trên ăn chùa. Nè cả ô tô hết làm nè. Chút chỉ nè. Ờ đủ đấy. 9 mét đấy. 9 mét. Bên này 9 mét ở trong nhà luôn. Ừ. 9 mét có hành có móng. Móng.
bên trên lại thừa. Trên này thừa đấy. Bên trên rộng ra một tí đúng không? Rộng thì mà mình tự làm cái mống chứ. Thông mà cần thằng mà hay tua mà chứ. Xem lại ý cho thề bác thợ xem mình làm này. Ý gì? Dạ ủa là mà nem chắc là số gì về đó nên chắc là số đấy đi ông quên sao bài tính như nào tôi là mà bổ ăn cho dài về đây cái dài là tím cho nó thảm luôn tím mới đúng sao à mà mới chuỗi đây cho bác thợ làm đi bây giờ đấy bà em à sơ đồ đây. Ba thợ cứ làm theo cái mẫu nhà này. Nè ôi à luôn nhá. Chuyển phòng thành vệ sinh. Chuyển phòng thành nhà vệ sinh với nhà tắm. Sao? Cái bỏ ngày trước khóa thì khóa là hai phòng vơ. Không nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh mà không là ấy, bảo mất công ấy. Bây giờ bù thêm bao nhiêu công nữa nào? Bây giờ thì bù cái phòng sang nhà vệ sinh rồi, bây giờ chỉ mất thêm một ít công đào thêm bể phốt thôi. Thì đấy em bảo là lấy thêm bao nhiêu công đó thì mình bù cho. Đấy à, thì nếu không thì bông nó phong thì mà chú họ, khá là họ bể phố. Là ý giả đúng không? Chỉ nên chỉ hát cho ý họ hàng đặc chế. Chế chuyên gì hả? Chế à, nếu gì hàng đặc chế hả thì bông công mà hả? Bông công còn gì hả? Chế. Cái phòng đó là cái bể phố, là cái phòng ngủ với phòng vệ sinh là giống nhau rồi đúng không? Ừ, lúc là chị lúc nhà vệ sinh mà thế là cộng lũ phong mấy giả rồi thì bông không công à. Bây giờ chỉ tính thêm cái tiền là bể phố thôi. Họ thì mà chỉ vô mà. Đổ. Đổ không đổ mái, không cần đổ, gia đình không có tiền đổ mái, không cần đổ mái. Vì nhà này thì cái trên này này để cái tem nước ở trên lương ngô này. Ý à, xong rồi bà vừa cho nhà này không có đổ mái. Bà vừa xin nhà này xây cao lên lợp mái bờ lô thôi thế không? Nhà này không cần đổ mái lại mất thêm tiền sắt, tiền xi măng. Trên này có cái nương này nhà chị đấy mà xin một ít đặt cái téc ở đây là được rồi. Ý là mà dù ý luôn à, thông phí cho tròn đời hiện nay hải số không có mà giá lúc khó hay thế nào? Lúc khó mà. Thế là bao nhiêu mét? Xây bé thôi, không có tiền đâu mà xây chắc tầm 2 mét, 2 mét, 2 mét là 4 mét, cứ tầm 6 mét thôi. 6 mét. Tầm 6 mét vuông thôi. Trong chi kỹ. 6 hoặc 7 mét thôi, khoảng đấy thôi. Đây nha, như cái nhà này là phòng này là 22 là 4 mét thì mình cứ cho là 6 mét. 6 mét, tầm rơi là 6 mét hoặc 7 mét. Thế là 1 ngăn, 2 ngăn. Hả? Một ngăn thôi. Một ngăn thôi. Giống nhà em luôn. Theo ilu phòng. Xây ilu phòng thôi. Vệ sinh với tâu tắm đấy, tà hết đấy. Lát không lát, không lát gạch, không có tiền lát đâu. Chỉ mua lát gạch, chỉ mua tiền mà lát gạch, ôi trời. Chỉ mua tiền đâu, chỉ lát gạch, chỉ láng thôi. Thế bể phốt bao nhiêu câu ấy, bao nhiêu? Bể phốt thì anh nghĩ là cứ cho nó rộng tầm sâu tầm mét, cái kia là mét mét, em thử đo cái cây kia là mét mấy, mét rưỡi chưa? Ý chị. Cái này mét rưỡi được đấy. Đấy là mét rưỡi thôi. Ôi chị chi à, lũ không bể phốt. Sâu mét rưỡi rộng 2 mét. Rộng 2 mét mà. Thế này hả nè? Đây lấy bao nhiêu tiền nữa mình trả. Lũ họ bể phốt à? Lũ thì bể phốt tầm ấm mà cho có. Lũ bể phốt tầm ấy mà ấm mà cho có lịch việc thì lũ nhân vật sinh sao? Đấy. Thì cái bể phốt nó rơi vào tầm cứ sâu hoặc mét rưỡi hoặc là mét 6, mét 7 đấy thì mình làm thoải mái mà. Thì mình đo. Đây thì bây giờ em bảo là xây thêm bể phốt đấy hết bao nhiêu tiền nữa?
Ôi ô, cả xây cả cái nhà. Cả ý à thì chỉ sửa là lũ lũ thì mà giờ lũ ở lọt chữ à thì lũ phong. Có gì thứ phong hò, nó mua thì cái này có gì thứ. Ồ lũ phong. Ờ nhưng mà cái nhà vệ sinh này nó chỉ cũng mượn luôn cái tường ở cái bếp này rồi, chỉ xây ra một ngăn hai ngăn thôi, hiểu không? Y giả đấy mà. Nhà vệ sinh mà lộ ở đấy. Mưa mùa. Nó cũng giống như ở đây nhá. Ở đây thì cũng ngăn một vách đây, một vách đây. Ở kia thì nó cũng một vách đây. Y giả tà đây mà. Hiểu không thế? Đúng rồi. Đấy bác thợ lấy bao nhiêu? Nên hải hăn đâu là. Ô chọn mình sẽ xí là. Ô chọn đắt quá. Thật nguyên cái bể phốt này 1 triệu. Cái là màu đất rất là cứng quá. Cứng thì phải cố làm chứ bây giờ xây. Bảo bây giờ nhá. Ô chỉ kỳ nữa nhỉ? Ô chỉ kỳ bông thao. Kỳ bông thao kỳ từ bãi rồi mà. Rồi nè. Ai đổ đấy rồi mà? Ừ. Hả? Rồi lũ lũ đi cua thế chứ. Ai đổ rồi mà? Cái này xem gần cả. Bể phốt á? Bể phốt thì xây gạch chứ. Ơi lũ lũ. Xây gạch xong mới đổ dâm. Ô lũ ta đổ xong gì chứ. Ôi giời. Không xây gạch thì làm sao mà ấy được. Ô nè có chỉ đánh nè thế rồi một thứ chi hả lộ. Thì mà nó thiết đỏ thì sao ta cho khác là thì bây giờ chế ăn ớt chung ấy. Bây giờ nhá thầy nhá. Bây giờ thầy này. Lao pha bút chỉ đã. Dạ dạ. Sao? Đúng rồi là bà giống nhau quả bể nước. Ừ. Nó phải có ngăn em ạ, nó phải có ngăn chứ. Để phốt nó phải ngăn chứ. Nu đua bể phốt thì mua ố ố ngăn. Chỉ cần hai ngăn đây. Ố ha. Ok. Đây nhá thầy ơi, cái bể phốt đây này. Thầy ơi. Thầy lấy cái bút ra đây anh vẽ cho. Bút ở trong ba lô kìa. Để phốt đây em. Thì bọn anh phải ở giữa này phải có một ngăn chứ đúng không? Nó phải hai ngăn mà. Thì chỗ này bọn anh cứ rơi vào chỗ này tầm 70 phân hoặc 80 phân. Còn lại là chỗ này. Bọn em xây thành một cái bể nhưng mà có một cái ngăn ở này. Chỗ này ngăn phải có lỗ đấy nhá. Thế nhá. Hôm thì mà mưa lúc xây hôm mà. Lúc đấy bọn anh ở đây bọn anh sẽ bảo. Em xây rồi đúng không? Xây chưa? Ốp ở tàu à. Ủa thế mà. Ủa ok vậy thì thay cho chỗ. Ôi giời mà. Ủa ok mà kệ nhưng mà. Chờ tới xây đi giải phóng mà chan rồi tao đi. Mà chế lúc con ơi mà chế lúc con chọc quá chỗ chỗ này là có nghĩa là anh vẽ là chỗ này là đặt bệ vệ sinh thôi. Đúng không? Đấy thì ba em xây cái đấy thì đấy thì bây giờ nếu như thế thì trả thêm cho ba em tầm 1,5 triệu mấy chỗ chín à nè bố à đi chỗ chín à hả mà mày giờ khó độ khó thì sao mà nó chỉ xả có thì sao mà giờ ý là lũ bao lũ phong rồi. Ừ anh nè nè ý chỗ chi mà khai lũ hào thế này mà lũ hào thế chỉ khai u xây chỗ chi là đào nguyên cái bể phốt đấy đấy. Còn y phải y lũ phong là y giả rồi đúng không? Chết đỏ khó đỏ sao chứ chỉ chắc là mà. À trẻ mà trẻ ở trẻ hối từ nâng mùa ở trẻ hối từ nâng sao? Ok rồi học là chỉ ok rồi. Cái gì? Bảo cái bể phốt đó để hai ngăn. Ở đây hai ngăn như thế thôi. Mình là hai ngăn như thế thôi, không cần ba ngăn đâu. Ôi giời mà. Ê, bảo mà. Ơ bảo mà, ơ bảo lũ bể phốt quá nhìn nè. Cái gì? Cái mái á? Ờ là mái đấy. Ôi cái mái này đơn giản mà, mái xây có cao tí là lợp mái một phát là xong mà. Cho bể ở trên này cao ở dưới này tháo một tí để cho nước nó chảy đi thôi. Được đi nè. Vì đây này, sau này đất này đất ở chị nhà chị đấy đúng không? Đúng rồi. Xây một hai cái viên gạch lên để cho làm trụ cho đặt mua cái tét nước đặt vào là xong thì không? Chọn gì mà ta giờ thì sập chỗ à. Là tí ủa té họ té mà ô thôi khô nó trôi luôn. Cái lũ à thì té nước vào đấy. Thôi rồi sao? Vì ở đây là nước lúc nào cũng có như này. Không? Nước ở đây lúc nào có như này nên là tiện hơn. Được chưa? Tâu chưa? Ủa chị ơi. Ý chỗ chi này. Ý chỗ chi để đào nguyên cái bể phốt ra cái gì nữa. Đào xuống, đúng rồi, đào. Em bảo là, ba thợ yên tâm.
khi làm này bọn anh thỉnh thoảng còn hỗ trợ đồ ăn đồ uống cho nước nôi nữa cơ mà. Nè cái gì ít chỗ này ủa cái chúng nó ủa tàu trên à? Những cái hôm đào bể bể phốt nhá, đổ móng nhá, sẽ ưu tiên cho thêm tủ cây vào, ilu olu tủ cây còn thành o trọ rồi đấy. Nè nè thở nè nè ủa lúc bể phốt xúc cơ mà như như mình tủ cây cho tủ nó mà cái cha nè, sao chọn? Không không nên tủ xúc cơ, tủ cây tôi hay là. Còn làm xong nhà thì chắc chắn là có tủ cây mời rồi, còn bảo là lúc làm này thỉnh thoảng là hỗ trợ cho một ít đồ ăn nữa mà đúng không? Sao? Sao? Cái gì? Cái bỏ 2 triệu thôi. Ok, thế thì 2 triệu mình không nấu ăn nhá, kệ nhá. Mình khoán như thế rồi, kệ nhá. Mình khoán rồi, ok. Được rồi, nếu thế thì thôi, bây giờ 2 triệu thì thôi kệ bác thợ, mình đôi chị. Mà ớt cho mà, trẻ cháu họ cũng giàu nữa. Mình ăn như nào kệ mình. Không hỗ trợ thêm nữa, được chưa, đỡ phải lằng nhằng. Thế nhá, được chưa, 2 triệu thế thôi, mình anh em mình sẽ thi thoảng mà hỗ trợ nấu ăn nhưng không hỗ trợ nữa. Được chưa, ý giả đấy mà. Hỗ trợ tủ cây nấu ăn thì cũng y giả thôi. Nấu ăn vui. Y giả thôi. Bây giờ nhá, tí nữa mình cứ làm đúng hợp đồng nhá. Một bao gạo 50 cân, 4 cân gà mắm đây rồi, 2 thùng mì tôm. Là tâu rồi đúng không? 2 thùng mì tôm mà cho thêm nhá. Hôm nay chỉ hợp đồng là 50kg gạo và 4 cân cá mắm và 10 lít rượu thôi nhá. Đúng rồi. Còn mình còn cho thêm 2 thùng mì tôm rồi nhá. Hôm đấy chỉ mua có mì tôm nhá, mình cho thêm 2 thùng mì tôm nhá. Hôm đấy mình cho thêm đấy. Đúng không? Có cần thiết xem video không? Ôi thế. Bảo cái cá mắm này phơi ra đi cho nó khô. Khí. Vì ở đây nó không có trò kia sợ sơn. Không có tủ lạnh ấy. Em đã bảo cởi hết ra phơi ra. Hôm qua họ để tủ lạnh ấy, phơi hết hả? Không có khí. Hả? Bao nhiêu? Tủ lô. Ôi ôi, lò vô lò. Tủ vô rau tủ hài, tủ vô thả tủ ấy. Bây giờ chỉ thiếu là tí nữa gạo thì đi ra kia mua gạo 1 bao 50 cân, 2 bao 2 kiện mì tôm. Mai mua 10 lít rượu nữa, tàu chưa? Ý gì thì mua vô cái ô sao bên tàu đấy. Ý bó thu đấy, tà mà nên là ca ca cho ca. Hôm trước chỉ có chi lít nha, nhưng mà cho cậu lít là tàu đấy. Vô cậu lít rồi. Đấy, thoải mái chưa? Còn cho thêm o thông mì tôm nữa rồi. Nào, hạ o trọ thì ok, quyết mình thi thoảng mình cái tiền mình hỗ trợ nấu gà thì cũng y giả mà đúng không thề? Đúng rồi. Đấy, đợi mình đỡ phải nấu nữa. Khóa rồi. Khóa luôn. O trọ tàu. Sí. Bắt tay đi. Đấy, thề ra bắt tay đi. Cho chị dính bắt tay. O trọ. Dính bắt tay chị dính. Uống nào, uống nào. O trọ nhá, tàu nhá. Uống xây bể phốt ở đây mà. Ở đây luôn. Để còn mượn tường luôn thề không? Phải, xây bên này. Mượn luôn cái tường nhà vệ sinh luôn. Ủa, xe bể phốt ở dưới thì xe lên cao luôn đấy. Tàu chưa? Đấy, ok rồi. O cho. A thề chốt cho anh. Chốt bắt tay xong. Dạ. Ở sọn thì mà cũng mua. Cái mà ở giữa cái bể phó 2 mét thì mà ở trên thì không đến 2 mét thì cao á? Cao á? Ừ. Bên ở trong ấy thì cho rộng dụng ở dưới này rộng 2 mét thì mà ở trên này thì thống hoạt động ở xây cao ngang nhà. Thì xây nó phải qua đầu chứ. Nó phải qua đầu cho nó tắm được chứ. Thấy không? Xong mà xía có dùng một chỗ. Tầm 2 mét. Đâu rồi mà. Đâu. Đâu rồi mà. Sao? À thế. Mà
lúc bể phốt sẽ chốt chát nó. Cái bể phốt thì chát chát qua qua thôi. Chát qua qua thôi. Ờ lúc bể phốt mà chát chứ khỏi. Chát được rồi cho ăn à. Ờ ờ. Chào. Ờ giờ mà. Các bạn chốt kèo này phải rất là kỹ càng của chú ạ. Hậu ok mà sao thế mà chịu ạ. Sao mà thị kia thay đổi một tí là thêm kinh phí. Ủa hậu lúc bể phốt thôi. Thế coi như cái nhà này là khoán là 10 triệu. Đúng rồi. Cả đồ ăn đồ uống và 11 triệu thoải mái, công quá cao rồi nhá. Tổng cả nhà là 10 triệu nhá, đúng không? Đúng rồi. Cả bể phốt đấy. Cậu cho mà đấy, giàu. Là tâu thì tâu đấy. Ờ. Cậu cho 2 triệu. Không chưa 2 triệu còn cậu chọn nữa. Có 8 triệu ạ. Ờ. Nhá. Nè, bảo. Ừ. Xin là bà. Bảo nhá. Có chỗ kìa. Có chỗ mà hắn thì hắn đâu à. Cái gì? Nó. Nó cái này cái gì mà. Bây giờ gì? Bây giờ thì em thề với em này đi sang kia. Chìa khóa xe đây. Đây, một bao gạo 50 cân, hai kiện mì tôm. Rượu thích thì mua luôn. Cho tà hết đi. Giao bán giao hết đủ hết nhá. Đây thề đi mua với em đấy. Sao rồi? Thế là bảo mấy nữa ăn xong chuẩn bị uống rượu gì? Mấy nữa ăn xong các kho thì mà ăn tổ là một cân hai cân cũng được. Cân. Chắc là xin hai cân ba cân thôi. Cứ làm tốt thì ưu tiên. Này, các bác thợ cứ làm ok rong rong sẽ có được chưa? Chứ anh không quan trọng vấn đề đấy được chưa? Thoải mái chưa? Ừ. Chứ không phải kể cả hết 2-3 cân cá thì thoảng cho 1-2 cân cá cũng được. Được chưa? Đấy nhưng mà bây giờ cứ phải rung rung. Đây bây giờ mình bảo làm thiết thọ để phốt nên mà cứ đòi o trọ phải o trọ cơ mình ok o trọ mà. Mua rung rung mà mua chỉ cần thì mà chứ. Để xong chai đi. Cái gì ôm à? Cái gì ôm à? Ôi trời ơi, thì mua xong mà tốn. Hôm trước cứ bảo không có mì tôm là mình còn cho thêm đấy. Không thì phú nó xong mì tôm à, rau hoặc chả chín mua. Thế nhá. Chín mua, ăn cần thường. Xong chưa? Xong chưa? Sao rồi? Sao rồi? Ok. Chẳng mình có thoải mái quá rồi cái gì nữa. Thôi bây giờ đi mua gạo với mua mì tôm cho bác thợ đi. Cái gì nè? Con không trong hận này. Dun nè. Đây. Đấy đi mua gạo với mua mì tôm cho bác thợ đi bàn giao cho đủ đi. Nên nên bữa ý nhìn mua đấy mình chạm lại chưa? À. Hay giờ chua à? Chua mà chua mà. Mày ông cưa đó. Đi đi em này đi đi. Đấy em đi với thề cậu mù. Chỉ cần đi vác cùng ông này thôi. Thế thì ở vô chơi là cùng vô chơi đó mới hợp. Chú ơi vô thì tê kìa. Nó chỉ tán nhau nè. Vâng chú ơi này. Thì mọi người thấy đấy à, có đội thợ ấm trước là rất đông đúng không ạ? Ôi dồi. Em tuyên xin lỗi mọi người. Đứng nắng từ sáng rồi. À, mình cứ đứng nắng, mình cái cơ thể mình yếu, đứng nắng thì nó tối về hay bị cảm cúm. Đây hôm trước chúng ta thấy rất thợ rất đông nhưng hôm nay nó xuống là chỉ 4 người đúng không ạ? Và đội thợ hiện tại bảo là chỉ có 4 người xây. Vì đội thợ trên này thì người ta chia ra cũng nhận được một cái công trình xây chuồng trại ấy. Nhưng mà bây giờ thì đang xuống đây này để xem đo móng nhà. Đang đo căn chỉnh nhà để vào góp ý xem. Đi sang cái vaxi về trộn. Chuẩn bị đặt những viên gạch đầu tiên để căn dây cước, căn chỉnh cho chuẩn xác nhất. Xi măng đã ra cô chú nhá. Đó. Bột đá bắt đầu vào. Hôm nay là sẽ khởi công tiến hành xây nhà của gia đình 7 mẹ con. Đó. Và như mọi người thấy thì cái thước phim ngày hôm nay nó khá là dài. Sáng chúng ta vào làm một cái công cuộc là đo móng nhà thì có thể là tại sao tôi không cắt bớt đi để cho nó ngắn gọn, xúc tích. Nhưng mà cắt đi thì không được đâu chú ạ. Cắt đi thì mọi người sẽ không thấy được cái cuộc đàm phán nói chuyện giữa các bác thợ với gia đình. Không đôi khi em tên cắt đi thì mọi người bảo là không hiểu lại có chẳng may lại có một chút gì mờ ám ở cái chỗ vấn đề như kiểu là xây cả cái nhà chỉ có 8 triệu nhưng mà xây thêm cái nhà vệ sinh lại
với cái bể phốt kia lại thêm 2 triệu nữa mà sẽ sao công cao thế. Nên là em Tuyên sẽ không cắt để cho mọi người thấy hiểu được được là khi chúng ta khoán vào các tựa trên này nó như vậy, chứ không chẳng may cắt đi mọi người bảo cả cái câu chuyện đàm phán chưa đâu với đâu mà lúc cắt đi đã thấy chốt 2 triệu thì lại bảo là em Tuyên với thề lại có một cái gì mập mờ mờ ám trong đấy thì rất là khó. Nên là khi mà em Tuyên làm cái này, đôi khi những cái công cuộc nó đàm phán nó hơi lằng nhằng, nó nói nguyên tiếng Mông các cô chú không hiểu được, nhưng mà vẫn phải giữ nguyên để mọi người thấy được là đấy, làm việc hợp đồng với bà con nó không hề đơn giản, chứ không phải là lúc đấy cắt ngắn đi chỉ một câu hai mà đã chốt rồi. Thì lúc đấy này nghĩ là giữa bác thợ và người khoán như bọn em Tuyên lại có một cái gì đó thì nó không hay lắm cho lắm. Thế là em Tuyên xin lỗi là vì khi cái thức phim nó hơi dài mà nó chỉ nói chung về một vấn đề thì mong mọi người hiểu họ bỏ qua cho. Bây giờ thì cũng cố gắng đây. Này. Thợ đang hoàn thành cái đo dây cước dây củng đây. Thế thì đang đi mua. Thế bắt đầu đang đi mua. Mua gạo, mua nước về thì sẽ bàn giao nốt cho quả thợ. Đây chị dính, cho đê tà đây này. Đấy, cứ... dây nước mua rồi cơ mà. Nước đây lúc nào có này thoải mái dùng mọi người. Ôi giời. Ở đây thì như các cô chú biết là hôm trước thì em Tuyên nhận được một cái tin vui của gia đình bạn bè thân hữu, gia đình chú Bùi Đình Hoàng ở Canada ấy, có gửi cho em Tuyên là 2 triệu đó. Thì trong số đó là có 500 tặng mẹ thề, 500 tặng em Tuyên với em thề, là em Tuyên 300, em thề 200, là tổng 1 triệu. Và 1 triệu nữa là tặng cho các bác thợ để xây nhà đó. Đấy, thì em Tuyên như hiểu, em Tuyên sẽ xin các cô chú là cái phần thưởng này thì em Tuyên sẽ xin trao tặng cho bác thợ vào một cái ngày nào gọi như kiểu là cái thức ăn kìa. Thức ăn kìa nó hết ấy. Thì em Tuyên sẽ trao tặng vào, hoặc là có thể là em Tuyên xin phép được các cô chú là có thể là trích ra, khi có thể là mình trích dần cho các bác thợ, như kiểu là có thể như đôi khi nhiều khoán về khoán này mà nó phát sinh thêm ấy, thì em Tuyên lấy cái xin phép cái tiền đấy bù vào cũng được. Hoặc đấy, có thể là không thì đấy, và tặng cho các cô chú, tặng cho các bác thợ xây thì em ăn uống thì em Tuyên sẽ dư luận được. Rất cảm ơn các cô chú nhá. Người thợ rất là đông nên là cái khối lượng xây nhà này em Tuyên nghĩ rất là nhanh. Thề với em trai đây này đã đi lấy gạo về đây cô chú này. Đấy. Như chúng ta hợp đồng đấy, là một bao gạo 50 cân thì tặng cho 2 kiện mì, cá khô. Đấy. Đây nhá, gạo đây rồi, mì tôm kia nhá, đủ chưa? Đấy, hôm nay còn ưu tiên cho là xin mua nước à? Hả? Đấy, bác thợ xin mua nước nữa. Đây, đôi khi mình có những cái khoản phát sinh này thì em Tuyên xin phép là phải trích cho các bác thợ một chút nhá. Đây, mì Hào Hảo đây. 800 à? Đắt quá à? Thế là cái này chứng tỏ trong này giá cũng cao nhỉ? 800 à? 800 à? 800 luôn mà. Đi cùng em đi. Thế là Hào Hảo 130 một kiện. Đây nữa đúng không? Đấy, đây khoản phát sinh ở đây chứ ở đâu. Ôi, tí nữa nhớ cất cho anh cái quyển vở nhá. Đấy, đấy. Sao? Sao chị bảo sao? Chỉ dính mua một bao thì cứ 800. Chứng tỏ trong này nó giá cao nhỉ.
Vâng, thì như cô chú thấy đấy, đây là cái video này thì em Tuyên xin phép là có thể là được tạm dừng video thôi. Vì video nó khá là dài. Thế thì ngày hôm nay cũng đã khoán thêm được cái nhà vệ sinh, vì gia đình cũng mong muốn là có nhà vệ sinh, nhà tắm. Và cũng như các cô chú anh chị cũng đã góp ý cho em Tuyên trong cái thời gian vừa qua. Suốt hơn một tuần trời, em Tuyên cũng để tạm hoãn lại cái chương trình xây nhà của bố mẹ con này, để chọn ra cái phương án nhà nó tuyệt vời nhất, đẹp đẽ nhất. Và chúng ta đã mua thêm, đấy, ví dụ như ngày hôm nay là một bao gạo 50 cân, khoản cho bác thợ là 800 ngàn, 2 kiện mì tôm, 130, một kiện ở trong này, 2 kiện là 260, còn cái hóa đơn đâu nhỉ? Cái hóa đơn hôm nay em Tuyên mua cái cá mắm này, lỗ sàng này, đinh này, đấy, dây cước này, có nhá, em Tuyên đang sờ sờ túi nhưng kiểm tra không thấy đâu rồi, chết giờ. Để thông báo cho cô chú chứ. Ôi, đâu rồi? Hiện tại chưa có, em Tuyên nhớ không nhầm là cá mắm là 80.000 một cân. Cá cá nục ấy, đây này, em Tuyên cho mọi người xem nhé. Chỉ có cá này thôi, không có loại, không thể mua loại cá 200-300 được đâu mọi người. Đây. Đây nhá. Đấy, cá mắm đây mọi người nhá. Đó. 4 cân, 2 mét này. 2 mét này, mỗi mét này là 60.000. 120 này. Cái này 80.000 một cân này, 4 cân này, đinh này. Đinh đây cô chú nhá. Đinh 35.000 một cân. Đó. Và dây cước. Đó. Đây là những cái thứ mà em Tuyên đã mua. Đây này. À, đấy thì cũng để công chiếu để cho cô chú biết được là em Tuyên đã chi trả mua những cái gì. À đây, hôm nay có mua thêm cho bác thợ nước nữa nhá. Đấy. Xin trích thêm là nước này. Đôi khi có nhiều khoản phát sinh. Mong mọi người bỏ qua cho. Đấy, thôi bây giờ thì em Tuyên một lần nữa xin gửi lời cảm ơn tới tất cả cô chú và anh chị Mạnh Thường Quân trong thời gian vừa qua đã đồng hành cùng kênh Thủy Hải Giang, đồng hành cùng gia đình bà mẹ con để ngày hôm nay một ngày nắng rất đẹp, nắng quá là tuyệt vời vì nó khá là nóng các cô chú ạ, 32 độ liền, nóng quá rồi, nên là em Tuyên cũng rất là vui khi ngày hôm nay khởi công gia đình một ngôi nhà ước mơ chờ đợi trong bấy lâu nay. Thế thì cảm ơn cô chú rất nhiều nha. Còn bây giờ thì em Tuyên xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chào và hẹn mọi người, hẹn tất cả cô chú anh chị ở những video. Mong rằng video sẽ nhận được những like, những chia sẻ và những đăng ký kênh của các chú để chúng ta cùng giúp bà con trên vùng cao nguyên đá này một ngày một phát triển hơn nữa nhé. Em Tuyên xin cảm ơn ạ.